đúng không? Thả ra, thả ra, thả thả con cua, thả con cua, thả con cua. Thành phố Vũng Tàu vốn nổi tiếng với những bãi biển đẹp thu hút đông đảo khách du lịch như bãi trước, bãi sau, bãi dâu, bãi dứa. Nhưng hôm nay, Mò Cua Block TV sẽ đến với bãi biển thú vị khác ngay tại thành phố Vũng Tàu, đó là bãi biển Đồi Nhái. Bãi biển nằm tại phường 11 thành phố Vũng Tàu, cách bãi sau trung tâm thành phố khoảng 10 km. Bãi biển ở khu vực cửa sông Cỏ Mây, các hoạt động ở bãi Đồi Nhái chủ yếu là đánh bắt hải sản, cào nghêu, cào ốc, đào cua và đặc biệt là nằm đăng trà, rất là nhiều hoạt động cho các bạn muốn trải nghiệm bắt hải sản. Hôm nay Mò Cua Block TV giới thiệu tới các bạn về dịch vụ bao đăng ở đây. Đây là cái đăng. Đăng là một vùng lưới cắm sẵn ở ngoài biển. Khi thủy triều nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Khi thủy triều nước rút đi, cá sẽ bị mắc kẹt ở lại trong đăng. Chúng ta đi bao đăng hay thuê đăng là chúng ta đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá ở trong đăng mang về. Bao đăng không giới hạn người đi, cá bắt được là cá tự nhiên ở ngoài biển vào. Nhiều hay ít cá tùy thuộc vào ngày, tùy thuộc vào con nước và hướng gió. Rồi, Mò Cua Block TV xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này. Hôm nay mình lại tiếp tục đứng ở một cái vị trí, đó là thuộc về bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu. Và các bạn thấy trong kia không? Trong kia là bờ và cái đăng này là cái đăng gần bờ. Thì hôm nay khách của mình đi vô trong cái đăng này trải nghiệm bao đăng. Nhưng mà do khách của mình hiện khách từ 7 giờ rưỡi sáng à, nhưng mà bây giờ đến gần 8 giờ rưỡi sáng khách mới tới. Thì khách đi trễ, do đó là các bạn nhìn thấy trong đăng không? Nước đã cạn hết rồi. Thì bây giờ không biết là do chắc khách bị sự cố kỹ thuật gì đó, nhưng mà khách khi mà đi trễ như vậy thì cái mực nước nó đã bị rút cạn. Thì bây giờ mình chỉ gần vô trong đăng mình nhặt cá thôi. Tại vì nếu mà đi còn lúc nước lớn á, thì các bạn có cảm giác đuổi bắt cá nó thích hơn. Còn đi nước trễ như vậy thì mình vô xem là có được bao nhiêu con cá thì mình sẽ nhặt nó thôi. Cá thì vẫn còn sống nhưng mà tại vì nó cạn nước là nó sẽ nằm im đấy, nó không có dãy được. Và mình cũng không có cảm giác đuổi cá nên là nó cũng không hay. Do đó là khi đi bao đăng thì các bạn nhớ đi lúc nước còn... Tức là trong đăng nó còn nước thì các bạn vô các bạn có cảm giác cá nó thích hơn. Đó, thì khách của mình bây giờ đã đi tới. Thì hy vọng rằng mình cũng chưa vào trong đăng để khảo sát. Nhưng mà khi mà cái đăng mà khách đi trễ như vậy thì chủ đăng sẽ giữ. Tức là chủ đăng sẽ ngồi ở trong cái chòi trong kia kìa các bạn. Ngồi ở trong cái chòi trong đó để trông đăng. Không có người nào mà dám bước vô trong cái đăng này hết. Đó là vấn đề là trong đăng có nhiều cá hay ít cá thôi. Còn người ngoài thì chủ đăng có ngồi trông ở trên đấy rồi, không có ai được vào. Do đó là các bạn đi trễ thì các bạn cứ thông báo bên mình để bên mình kêu chủ đăng giữ lại cái đăng đấy cho bạn, không cho khách nào, không cho người ngoài vào trong đăng bắt cá đấy. Xỉn quá, không dạy nổi đúng không? Hẹn các bạn. Em dạy là anh dạy đầu tiên, em kêu nói chị mới dạy á. Hẹn các bạn. Hẹn các bạn 7 rưỡi mà bây giờ 8 rưỡi rồi, là đang cạn khô hết rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, vấn đề nhiều cá hay ít cá thì do tùy duyên của các bạn thôi. Còn chủ đăng ở đây họ sẽ cho đăng cho các bạn hết mà. Họ sẽ cá khô rồi. Đây, dụng cụ đây. Không biết có cá không à, cái vấn đề là nhiều hay ít thôi. Nhiều hay ít thôi. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ thắt thùng cùng các bạn xem là hôm nay các... Con này là con vẹm xanh. Không, con này nè. Con này là con nhum. Nhum hả? Ừ, nhum biển. Nhum nhưng mà nó chết rồi, nó còn cái vỏ của nó không thôi. Con này sống mang về đâu lỗ? À, vẹm xanh ăn được. Vẹm xanh ăn tốt đấy. Ok. Ai ướt điện thoại không hả? Không, bây giờ cạn nước rồi, không ướt được cái gì đâu. Trong đây là có cá không ạ? Có, trong chuồng kia là bên này là cạn khô rồi kìa. Các bạn vô nhặt thôi, bây giờ là vô nhặt. Bên này thì còn có thể đuổi bắt được này. Nhưng mà mình vô bên này xem là có con gì to mình nhặt trước đi. Cá quá trời luôn nè. Đây, khách của mình đi trễ bây giờ chạy thẳng vô trung tâm chuồng để nhặt cá. Thì xem bây giờ nước này, và chỗ này vẫn còn được khoảng nữa chút xíu nữa này các bạn. Thì để mình vô chuồng mình quay cho các bạn xem nhặt được nhiều hay không. Nó sốt ruột quá rồi. Có chắc quá, có bảo quá. Đây, cái.
Rồi, con cá đối đầu tiên đã được vào vật. Đây, ai thay cương bắt con cá bự trước. Người nào đẹp nhất sẽ được vào đây bắt con cá đối bụi. Được không nào? Trở lên, trở lên. Rồi, má ăn cá bự à? Cá đối bụi. Cá đối bụi. Có con nào bự không? Rồi, cá đầu to quá. À, con cá ngát. Đó là con cá ngát nha. Hai con cá này á. Xúc hết. Xúc hết, có con gì xúc hết. Bắt tay luôn. Y cho ngự bắt mớn. Bắt tay luôn. À. Nè, quá trời nè. Dạ. Hai con ghẹ đâu rồi? Kìa này. Con này con cái gì vậy? Con cá đen này nè. Cá ngát. Không, cá đen nhọn bông bông này nè. À, con cá nóc. Cá nóc. Ờ, chốc bỏ đi. Đây này bạn. Cá nóc không ăn được hả? Không, cá nóc có độc. Mày biết chế biến không mà mày đòi ăn? Dạ, con kia là khoảng cỡ ký đó. Cá đối bùi á. Con ghẹ ở xếp siêu à? Ở đây vậy đó lộn. Đi trễ mà vẫn còn nước để cho các bạn bắt như vậy nè, hên rồi đấy. Bây giờ đi sớm đi không chị? Đây, đi xúc đi. Bây giờ Vẫn còn một đoàn nữa. Vẫn còn một đoàn nữa nha. Vô. Ui, cá quá trời. Nhiều không? Nhiều. Chưa nãy có đồ ăn rồi, có mồi rồi, yên tâm các bạn, có mồi rồi. Rồi, rất là đẹp, dơ lên cao lên tí thì xem nào. Nè, đâu đâu đâu. Đây. Cái này cái gì đó? Không. Cá lâu cá đối. Cái giòn. Vô trong, chạy thẳng lên đằng trước, lên đằng trước. Ra cái hàng lưới ngang vô chuồng. Con cái thì chết rồi. Rồi, con nào chết thì thôi. Bỏ. Còn con nào nữa không? Kia đi. Rồi. Đi ra vòng ngoài xem còn con cá măng nào không. Trời ơi, bắn cái lỗ ra. Cẩn thận nha, chân đất nha. Cá không động với cái miệng hà đó. Đây. Rất là đẹp. Nghiêng người ra, nghiêng cái vợt luôn. Ê, con này sao nó chạy ra rồi. Ở đây. Nghiêng vợt con lên em. Nó vắt đâu mà. Ừ, không sao. Cẩn thận, không nó đâm vào người đó. Qua bên kia luôn. Rồi, giờ là nó chết hết rồi. Nhưng mà đừng kéo xuống cát, nó sọc vào mang á. Cái vợt này đầy cá rồi, vớt nữa nè, nó sẽ bị ra ngoài đó. Có cái túi đựng cá đâu em. Có một cái túi đựng cá đâu. Không ai em xuống. Quá trời luôn nè, một hồ luôn nè. Một hồ luôn. Đây. Cá vòng ngoài bơi đầy chân này. Đấy, làm sao vào xúc được đó. Ai vô. Đó, dồn rồi cái túi đó. Chính xác. À, bạn này thí nghiệm, bạn này lấy tay để cho nó cắn. Không, cái này phải đưa nó bơm vào mồm á, nhìn nó mới đã. Phun đấy ra này. Ừ, phun mồm. Nó là bơm mồm mà, nó phải có mặt tướng. Nó là con mực đen mà. Con đó là con bạch tuộc. Bắt lại đi. Con này con gì vậy? Con nào? Con này con lát. Rồi, những cô bé có tấm lòng lương thiện. Cơ bản là nó nhỏ quá chứ. To xíu là cũng mất cái lòng rồi. Nó to tí là xong rồi. Được, đăng kia kìa, đăng kia nước tới đầu gối kìa, ra bắt kìa. Không, cái đó khách họ đang bao rồi. Lan hỏi, Lan ơi. Nè, cái con nó dài nè, Lan. Hải quỳ đó, chính xác. Còn đây là quỷ hài. Đâu, nhặt vậy có vui không? Nhặt vậy có vui không? Em đâu nhặt vậy. Nhặt đỡ cầu hơn. Đỡ cầu. Vẫn còn một con cá ghé. con hồ kiểm tra xem là đủ bữa chưa, nếu chưa đủ thì ra chợ xóm lưới mua thêm nhá. Ấy con rạm vào đúng rồi. Thả ra con cua, thả con cua.
bỏ ra, từ 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 bỏ thế nào, 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 một cá, một cá, bắt cho đã. Anh thấy em hay đấy, em lấy thân em thí nghiệm vậy là hay đấy. Cá rồi. Lắm. Có con con đó là con rạm, nó ẩn dưới đây, cát đây. Rất là nhanh. Con này là con ốc vườn hồn. Ôi, không ăn được. Ăn được. Ê, đau quá nè, có nguyên một vết trên tay. Con đấy còn nhẹ mà, chưa có chảy máu được đâu. Con gì? Con nào? Con nào? Không, gì đâu. Có con nào các bạn không biết không? Không, con không biết. Trong đó có con cá nóc thả ra chưa? Cá nóc chưa? Con cá nóc ra bèo á, con cá trồng quay á. Ồ, hôm nay các bạn có nhiều sản phẩm lắm nha, mấy con cá vằn vằn kia này ít khi nào gặp lắm á. Con cá nào? Đồ cho mình đi luôn. Vàng vàng á. Cá này cá gì anh? Đâu? Đó nó giống như cá đù, đù vàng á. Giống cá rô. Rồi các bạn đứng vô làm một cái ảnh bìa đi. Cái đăng của mình đi ché nên bắt được sản phẩm như đây. Anh bắt con tí nữa. Đâu? Chính xác, con này là cá nóc ra bèo này. Đây 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 em đưa đây anh bắt cho. Con này là cá nóc da beo nhé, ăn không có được. Nhiều bạn ăn con này thì ăn một lần thôi. Anh nói là con này nhiều bạn nào muốn ăn thì ăn một lần thôi. Ăn một lần thôi để rồi mình nhớ nhau hoài. Ăn xong tiếp luôn á. Cá nóc da beo. Nhìn nó giống da con beo vậy đó. Nhưng mà ăn vô thì nó có cái gan của nó có hàm lượng độc tố. Cái gì nó độc cái gan của nó. Vậy mình ăn thịt nó được không ạ? Thịt của nó nếu mà các bạn biết làm thì vẫn ăn được. À. Nhưng mà cái sợ không biết làm rồi. Cái con này là cái con làm sashimi bên Nhật đó hả? Ờ, chính xác. Nó đó, nó là cá nóc đặc sản của món của Nhật đó. Kê đặc sản của Nhật kéo kìa đấy. Bạn nào muốn thử không? Thôi, đem nó đi đi em. Bạn nào làm thử con này đi. Thôi, Nhật bán nó chở. Con sống. Con này cái răng đó. Con gì? Con xin. Xin luôn. Cá đù. Xin là xin. Đấy, đừng cầm vào cái mồm nữa nha. Ok, lên đường về đi, chụp hình đi, chụp hình đi. Đứng đây làm cái ảnh bìa đi. Đây, đứng đây hướng sáng, chính xác, đẹp đấy. Chỗ tôi nè. Rồi, đứng vô, team của mình hôm nay đi khá là đông. Vô, đi ơi. Nhưng mà cái lượng cá hôm nay thì chỉ đủ cho các bạn nhậu thôi, còn không có hàng mang về đâu. Ai, cầm cái này lên đi bất kỳ. Đứng ra đây, đứng ra đây, có máy ảnh xịn kìa. Lên tấm hình ảnh bìa YouTube đi cho nó đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn buổi bao đăng hôm nay. Tuy các bạn đi trễ nhưng mà bắt được nhiêu đây cá là cũng được rồi. Thôi bây giờ các bạn hãy cười thật tươi lên để lấy một tấm ảnh bìa nào. Tạo dáng nha, 1, 2, 3. Yo. Bắt cười thật tươi nhưng mà đeo khẩu trang. Rồi, đeo khẩu trang thì không thấy được nụ cười rồi. Rồi, cảm ơn các bạn.